câu lạc bộ LC Thanh Hóa được thi đấu hơn người trong khoảng 30 phút của trận đấu này. Tỷ số là 3-2 cho LC Thanh Hóa. Pha lập công của Uche, bàn thắng được ghi trong sự phản ứng quyết liệt. Cút ra ngoài! Các cầu thủ Hoàng Anh và cả Biên ra ngoài. Nguyễn Tấn Anh để đưa ra những phản đối của mình. Và đứng dưới hoàn toàn hàng phòng ngự của Hoàng Anh Gia Lai. Mày làm sao mày ăn đi? Mày thích gì? Mày thích gì? Mày vào đi! Mày ăn đi! Mày ăn bố trước đi! Mày ăn bố trước đi! Mày làm sao? Mày tưởng bố mày sợ à? À mày làm sao? Mày thích gì? Đổi vào đi! Chiến đi! Chiến đi! Đinh Tùng. Pha phạm lỗi của Tăng Tiến. Tỷ số trận đấu vẫn đang là 2-2. Câu lạc bộ LC Thanh Hóa được thi đấu hơn người trong khoảng 30 phút của trận đấu này. Tỷ số là 3-2 cho LC Thanh Hóa. Pha lập công của Uche, sai lầm của hàng phòng ngự Hoàng Anh Gia Lai. Một pha loại bỏ thủ môn Tô Vĩnh Lợi dễ dàng của Uche. Đây có thể, rất có thể sẽ là pha lập công quyết định của trận đấu này. Bàn thắng được ghi trong sự phản ứng tao à. Cút ra ngoài. Các cầu thủ Biên Gia Lai và cả Biên ra ngoài. Nguyễn Tấn Anh của đội chủ nhà cây cũng đã tươi nhờ. Mày làm sao mày ăn đi? Mày thích gì? Mày thích gì? Mày vào đi. Mày ăn đi. Mày ăn bố trước đi. Mày ăn bố trước đi. Mày làm sao? Mày tưởng bố mày sợ à? À mày làm sao? Mày thích gì? Mày thích gì? Mày vào đi. Đổi vào đi. Chiến đi. Chiến trước đi. Trận đấu hấp dẫn, kịch tính và cũng có rất nhiều pha bóng gây tranh cãi. Rất nhiều những quyết định của trọng tài ở trận đấu này khiến hai đội không phục và các cổ động viên trên sân cũng luôn có những phản ứng sau mỗi quyết định. Mày làm sao mày ăn đi? Mày thích gì? Mày thích gì? Mày vào đi. Mày ăn đi. Mày ăn bố trước đi. Mày ăn bố trước đi. Mày làm sao? Mày tưởng bố mày sợ à? À mày làm sao? Mày thích gì? Mày thích gì? Đổi vào đi. Chiến đi. Chiến đi. Dẫn tới bàn thắng của Uche. Trọng tài Trần Xuân Nguyện đã chỉ tay về chấm giữa sân với quyết định công nhận bàn thắng của Uche. Ôi giời ơi. Không có đâu. Một lần nữa xem lại pha quay chậm. Tình huống dẫn tới bàn thắng của Uche. Một pha bóng mà Uche đã băng xuống ở thế có lẽ không việt vị, nhưng một cầu thủ của câu lạc bộ LC Thanh Hóa đã thoát xuống trước khi Oma thực hiện đường truyền vừa rồi. Và đứng dưới hoàn toàn hàng phòng ngự của Hoàng Anh Gia Lai. Những tranh cãi vẫn chưa kết thúc. Có vẻ như cao thủ Hoàng Anh Gia Lai không thi đấu nữa. Huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn cũng đang tranh cãi rất gay gắt với trọng tài chính Trần Xuân Nguyện.
Bị dẫn trước 0-2 và lúc này các cầu thủ FC Thanh Hóa đã ghi liên tiếp 3 bàn thắng để dẫn ngược đội chủ nhà. Phút bù giờ thứ tư. Pha phá bóng lên của Thế Dương. Rõ ràng ở thế 10 chống 11 trước một đội bóng mạnh như FC Thanh Hóa là một điều vô cùng khó khăn. Không phải đội bóng nào cũng có thể chống đỡ được. Đông Triều. Toàn bộ đội hình của Hoàng Anh Gia Lai đã tràn sang phần sân của câu lạc bộ FC Thanh Hóa. Hồng Duy, Papeoma sút xa. Phút bù giờ thứ 6 rồi. Hiệp 2 trận đấu này bị gián đoạn rất nhiều lần và gián đoạn rất lâu. Thời gian bù giờ vì thế cũng sẽ rất nhiều. Triệu Việt Hưng. Vũ Văn Thành đã có pha xử lý không tốt. Papeoma đường truyền lên cho Lê Quốc Phượng. Đang có hai quả bóng ở trên sân. Mai Tiến Thành. Đinh Tùng. Pha phạm lỗi của Tăng Tiến. Ôi giời ơi. Rất nhiều những chai nước đã được các cổ động viên ném vào sân. Như vậy là trận đấu giữa hai câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai và FC Thanh Hóa, trận cầu tâm điểm của vòng 12 giải vô địch quốc gia đã kết thúc. Kết quả cuối cùng, đội khách FC Thanh Hóa một lần nữa giành chiến thắng ngay tại Pleiku trước Hoàng Anh Gia Lai. Họ giành chiến thắng ngược dòng với tỷ số 3-2 sau khi bị dẫn 0-2. Một trận đấu hấp dẫn từ đầu tới cuối và rất kịch tính, nhưng cũng có rất nhiều những tranh cãi đã xảy ra với những quyết định của tổ trọng tài điều khiển trận đấu này. Lúc này thì Công Phượng và cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai vẫn đang đưa ra những lời giải thích với tổ trọng tài điều khiển trận đấu này, đặc biệt là về tình huống dẫn tới bàn nâng tỷ số lên 3-2 và ấn định tỷ số cho đội khách của tiền đạo Uche ở những phút cuối.